Đừng có nghe in ear với earbud nữa, nghe over ear đi các bạn ơi. Chụp vô tai đã lắm, intro. Bên Minh Tuấn Mobile đang bán cái này với giá khoảng hơn 1 triệu một xíu thôi. Chi tiết về em nói như thế nào, bây giờ vô video ha. Cái phần thiết kế của cái tai nghe này á, các bạn nhìn rất là trẻ trung và năng động luôn. Già trẻ lớn bé gì đeo cũng được hết. À, nhìn đẹp hẳn ha. Cái phần nhựa này các bạn ơi nhìn rất là chắc chắn luôn, chứ nó không ợp mẹp như cái tai nghe Havit mà Tàng đã review trước đó đó. Cái phần da simili này á, khi mà các bạn sử dụng á, nó hơi nhăn nhăn một xíu, nhưng mà không sao hết, giữ kỹ là được. Còn nếu mà các bạn xài mà không giữ á, thì nó sẽ bị chóc rất là nhanh luôn nha. Cái điểm tiếp theo mà Tàng siêu thích đó là các bạn có thể thoải mái tháo lắp em nói nha. Đó, nhìn rất là gọn gàng luôn. Khi mà các bạn gặp như vậy, nó sẽ thu nhỏ cái phần bề ngang lại, rất là dễ dàng di chuyển và có thể bỏ vào ba lô hay là vali để các bạn đem đi du lịch ha. Hai bên e-cup được thiết kế rất là gọn gàng, vừa vặn để có thể đặt lên tai. Cái lớp e-cup này khá là mềm mại và sẽ khá dễ chịu khi các bạn đeo trên tai một thời gian dài. Nhưng nếu các bạn tai quá to thì đeo lâu vẫn bị đau đó nha. Mặt ngoài của cái phần e-cup là logo JBL, còn bên dưới sẽ là các phím điều khiển ha các bạn. Thì cái phần headband bên ngoài được làm bằng nhựa, nhưng mà bên trong là một cái lõi kim loại nên khi các bạn điều khiển á rất là dễ dàng nha. Còn bên trong cái tai nghe sẽ có thêm một cái cổng kết nối tai si nữa để các bạn có thể sạc cho em nó. Như thường lệ, bên trong hộp chúng ta sẽ được tặng kèm một cái sợi dây tai si để các bạn có thể sạc cho em nó ha. Và em này có rất là nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn, như là màu xanh nè, trắng và hồng và màu đen. Phần thao tác khi mà các bạn sử dụng em này cũng khá là dễ nhớ luôn nha. Với một nhấn thì các bạn có thể tăng giảm âm lượng hoặc là play pause nhạc, còn hai nhấn thì các bạn có thể qua bài hoặc là lùi bài nè. Với công nghệ Bluetooth 5.0 trên em JBL 510BT này đã được nâng cấp hơn hẳn so với em JBL 500BT với chỉ có 4.0 Bluetooth thôi. Chưa hết đâu, em này với cái công nghệ âm thanh huyền thoại là JBL Pure Pass. Do đó khi mà các bạn nghe những cái dòng nhạc như là rap nè, EDM hay là remix á, nó dập bass rất là đã tai luôn các bạn ơi. Cái em 500BT á, thời gian sử dụng tối đa của em nó chỉ có 16 tiếng thôi, trong khi đó em 510BT này á, lên tới 40 tiếng luôn các bạn ơi, hẳn là gấp đôi luôn á. Ngoài ra còn được trang bị cái công nghệ sạc nhanh á, khi mà hết pin các bạn chỉ cần sạc 5 phút thôi là có thể nghe liên tục lên tới 2 tiếng luôn. Tổng kết lại thì em này có gì các bạn, gặp mở thoải mái nè, chất âm nghe cũng ok trong cái tầm giá ha, và quan trọng đó chính là cái thời lượng pin sử dụng em này lên tới 40 tiếng luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thích em nó, đến ngay Minh Tuấn Mobile sở hữu cho mình em nó nha, với giá chỉ hơn 1 triệu một xíu thôi. Còn bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.